thuyền đây. Ở đây là đối diện đây là toàn các tỷ phú VIP đây. Rồi, bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi các bạn ơi. Bắt đầu rồi. Mick Schumacher. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Bung cả cái phần sau luôn. Đây gần như là những minh tinh vàng bạc này, các ngôi sao nổi tiếng thế giới này, rồi những người đẹp và những nhà tỷ phú rồi. Đây có thể gọi là một cái chặng đua mà quy tụ rất nhiều những tinh hoa của thế giới. Vâng. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhà To. Vâng. Ngày hôm nay thì sau cái hành trình với Champions League Cup C1 thì Hoàng Đức vừa có một chuyến bay từ Paris về Nice, một cái thành phố nhỏ ở miền nam nước Pháp. Và từ đây thì tôi sẽ tới với một quốc gia nhỏ bé, xinh đẹp và rất nổi tiếng có tên là Monaco. Vâng, chúng ta thường hay nghe đến công quốc Monaco đúng không ạ? Và ở Monaco thì tôi sẽ có một cái trải nghiệm có lẽ là cũng rất là đặc biệt. Lần đầu tiên ở trong đời là sẽ trực tiếp xem giải công thức 1. Trước đến giờ thì tôi cũng chỉ mới trải nghiệm qua TV mà thôi. Tuy nhiên thì chặng đua F1 ở Monaco đã là một cái chặng đua cực kỳ nổi tiếng. Thế nên là lần này chúng ta hãy cùng theo dõi Nhà To và cùng với Hoàng Đức, chúng ta sẽ khám phá xem là trong cái chuyến đi lần này thì có gì thú vị gửi đến cho quý vị và các bạn không nhé. Rồi, xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng với Hoàng Đức đi tới Monaco nào. Ok, đây là sân bay Nice. Đây các bạn, đây những hành khách bay phía sau của tôi đang trên đường ra đây. Ở sân bay Nice thì chúng ta sẽ thấy có các cái dịch vụ có thể bay thẳng trực thăng như thế này. Đây, tôi sẽ thử hỏi luôn xem là nếu có cái chuyến trực thăng nào ở đây hôm nay thì chúng ta sẽ trải nghiệm bay thử trực thăng luôn nhé các bạn nhé. Đây là bảng giá các bạn nhé. You have any available helicopter today? I've only provide flight 2,050 euro. 2,500 euro. For one or five person? Five person, okay. Yeah. But today? Yeah. From Nice to Monaco, it's okay? 2,500, yes, yeah. Yes, yes. Today and right now? Right now, we will try to do it as fast as possible because too many people, maybe in 15-20 minutes. 20, okay. 20 things. Okay. Chuyến bay 2.500 euro chỉ có trong 7 phút để bay từ Nice về Monaco để cho quý vị khán giả của Nhà To có thể được trải nghiệm cái cuộc sống của giới thượng lưu ở nước Pháp như thế nào, giới thượng lưu ở phương Tây như thế nào. Đấy, bình thường thì với những ngày thông thường thì mỗi một chuyến bay như thế này sẽ chỉ trả khoảng tầm 160 euro cho một người. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi đã phải trả 2.500 euro và thuê chọn một cái chuyến bay như thế này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy này, đây có rất nhiều các cái trực thăng bay đi bay về liên tục để đón khách ở đây. Đấy. Wow. Ở phía bên kia là những cái người mà họ bay chung chuyến này ạ. Anh em mình là bay chuyến lẻ. Chuyến chung là hết rồi. Mình là thuê nguyên chuyến.
Let's go. Em lên chụp lại cho anh. Tôi là chụp thấy những hình ảnh từ phía trên trực thăng của chúng tôi. Đây, chúng ta đang ở trên một cái chuyến bay từ Nice tới Monaco. Đấy, và ở bên này là du thuyền đây. Chà. Ở đây là đối diện, đây là toàn các tỷ phú VIP đây. Vâng, cuối cùng thì chúng ta cũng đã tới Monaco, Heliport de Monaco. Từ đây thì chúng tôi sẽ đi xem giải Formula One, hay còn gọi là giải đua công thức 1. Khí hậu ở Monaco, ở miền Nam nước Pháp nên là thời tiết ở đây rất là nóng. Đấy. Thì tôi đang có mặt ở trong cái phòng VIP, một cái không gian dành riêng cho những chủ sở hữu, những chủ nhân của các mẫu du thuyền của thương hiệu Riva đến từ tập đoàn Ferretti Group, một tập đoàn du thuyền hàng đầu thế giới, lớn nhất thế giới. Và Hoàng Đức và Vietjet, công ty của tôi đang là đơn vị phân phối độc quyền tại Việt Nam. Và các bạn nhìn thấy là ở đây thì chúng tôi có một cái tầm view tất cả các cái mẫu du thuyền lớn ở đây. Đây, toàn bộ xung quanh ở phía mặt của tôi đây. Đấy, đứng từ đây thì chúng ta có thể quan sát được tất cả các cái mẫu siêu du thuyền đẹp, lớn và hiện đại nhất đang có ở Monaco. Monaco là một cái quốc gia rất là bé, một quốc gia bé thứ hai thế giới, chỉ có diện tích là 2 km² thôi. Rất là bé, bằng chắc là bằng với một quận của Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên thì ở đây là cái nơi của cái giới ăn chơi của thế giới, là người ta đều thích thú quy tụ tại đây. Đây các bạn có thể thấy. Và bây giờ đang là 2:30 chiều. Thì hôm nay đang là ngày đua chính thức của giải đua công thức 1 Formula One ở chặng Monaco. Và ở cái vị trí này, ở trong cái lao của Acquarama Riva này, đây các bạn có thể nhìn thấy xung quanh của tôi đây. Thì ở đây chúng ta có hai cái màn hình lớn để chúng ta có thể theo dõi cái chặng đua F1 từ phía trong này. Và đây có tất cả đồ ăn, đồ uống, phục vụ, mọi thứ ở đây. Đấy, giải đua F1 ở đây thì đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Đấy, và các bạn có thể thấy là tất cả những cái người mà ở trong cái không gian này thì đều là các VIP ở thế giới, ở châu Âu quy tụ vào đây. Đa phần đều là các
tỷ phú, các tài phiệt ở trên thế giới. Đây, Hoàng Đức sẽ dẫn quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đi khám phá một vòng ở xung quanh cái lounge VIP này. Tôi có một cái thẻ để vào ở đây giống như thế này. Và ở đây thì nếu mà đi sang phía bên này thì các bạn có thể nhìn thấy được toàn bộ cái quan sát được trực tiếp cái chặng đua F1. Đây, tôi sẽ đi cái lối này cho mọi người cùng xem thưởng thức. Đây. Bây giờ đang là cái thời điểm warm up và từ đây thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái đường chạy ở ngay phía dưới này. Ở đây thì không gian lúc nào cũng có nhạc, có rượu, có tất cả những cái thứ để tăng cái cảm xúc cho người tham gia ở đây. Chặng đua Monaco này là một trong những cái chặng đua mà được đánh giá là khó nhất ở trong giải F1. Tại vì các bạn biết là cái địa hình ở Monaco thì thực sự rất là bé. Địa hình ở đây rất là bé và không có nhiều những cái đường thẳng đủ dài để cho chiếc xe có thể tăng tốc ở những cái vận tốc tối đa. Thế nên là ở đây thì đây là một cái đường đua đòi hỏi rất nhiều các cái kỹ năng của các tay đua. Và ở trong cái thời điểm này vào 2:30 chiều thì các bạn có thể nhìn thấy ở cái màn hình ở sau lưng tôi là những cái chiếc xe công thức 1 đang được đưa vào đúng cái vị trí để chính thức được đua. Đấy, vừa xong thì vừa có một cái vòng warm up và sau đây thì đúng 3 giờ chiều là 30 phút nữa của ngày hôm nay thì sẽ có chính thức cái diễn ra cuộc đua công thức 1 này và sẽ có một cái chặng để chạy qua đây. Thực sự thì đây cũng là một lần đầu tiên mà tôi được chứng kiến cái chặng đua F1 trực tiếp giống như thế này. Còn trước đây thì đều là chứng kiến qua màn ảnh nhỏ hết. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Đây, ta có một tầm view. Đấy, rất là thu hút. Một lát nữa, chắc là 30 phút nữa khi mà chặng đua bắt đầu thì tôi sẽ lại tiếp tục gửi đến cho quý vị những cái hình ảnh thú vị nhất. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thử đi khám phá, tôi sẽ dẫn các bạn đi khám phá một vòng của cái không gian lounge này. Đây là cái quầy bar. Và ở quầy bar này thì chúng ta có thể order tất cả các loại đồ uống, champagne, bia, nước ngọt, vân vân. Ở đây thì chúng ta có hai cái không gian quầy ăn ở hai bên. Và vào phía bên trong này, bây giờ đã là 2:30 chiều rồi nên là chúng tôi cũng vừa mới ăn trưa thưởng thức xong rồi. Tôi quyết định quay một chút để cho quý vị có thể hình dung được thôi. Đây, bên trong này là không gian của Riva, không gian phòng chờ VIP. Và tất cả những cái người mà ở trong này thì đều là các VIP tài phiệt ở trên thế giới. Không phải đơn giản mà chúng ta sẽ được vào trong cái không gian này. Một không gian rất là riêng tư. Đây, thương hiệu Riva. Đây là một cái thương hiệu du thuyền có lịch sử lâu đời nhất của ngành du thuyền thế giới. Và đây cũng là cái thương hiệu mà tôi độc quyền phân phối ở Việt Nam. Bây giờ thì ở Việt Nam cũng có 2 chiếc là đã được trao tay đến chủ nhân. Và Riva này thì cũng là cái nhà tài trợ chính thức cho đội đua Ferrari. Đấy, đội đua Ferrari. Và ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều các logo của các nhà tài trợ. Và chính vì họ tài trợ cho giải đội đua Ferrari nên là tôi mới có một cái vé mời để ở đây ngày hôm nay. Ở phía ngoài này chúng ta sẽ có một cái tầm view nó rộng hơn dành cho giải đua F1. Đây thì chúng ta có không gian VIP. Đây, chúng ta sẽ thử ra ngoài một chút nhé. Gần như là tất cả mọi người đều đã ra ngoài để chứng kiến cái chuẩn bị chứng kiến cái đường đua này rồi. Đây, bạn thấy không gian ở phía bên ngoài rộng như thế này. Đấy, đây gần như là những minh tinh bàn bạc này, các ngôi sao nổi tiếng thế giới này, rồi những người đẹp, những nhà tỷ phú, rồi tất cả những người tài phiệt ở thế giới thì đều quy tụ hết vào Monaco này cả. Đây có thể gọi là một cái chặng đua mà quy tụ rất nhiều những tinh hoa của thế giới. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy này, đây ở những cái chiếc du thuyền mà ở
phía trước mặt của Hoàng Đức đây, ở đây thì chúng ta thấy là rất nhiều, rất đông khách đang ở trên, có mặt ở trên những cái mẫu du thuyền, tận hưởng không khí và chuẩn bị thưởng thức cái giải đua công thức 1 này. Giải đua công thức 1 thì đối với văn hóa của người phương Tây thì tôi thấy là họ rất là yêu thích cái giải đua công thức 1 này. Đấy, bởi vì cái âm thanh mà nó tạo ra, cái bầu không khí mà nó tạo ra thì thực sự là quá tuyệt vời. Đấy, một lát nữa thì khi mà đường đua chính thức được bắt đầu thì các bạn sẽ được cảm nhận rõ ra vì sao, và tôi cũng đang háo hức mong chờ cái cảm xúc đấy như thế nào. Đấy, từ nãy đến giờ thì tôi tranh thủ cái thời gian để ăn trưa cũng như là trò chuyện với bạn bè, với đối tác công việc ở đây. Đấy, còn bây giờ thì đang tranh thủ một chút để dẫn quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi những cái khoảnh khắc ở trong các cái không gian dành cho các VIP thì sẽ như thế nào. Đấy, và các bạn thấy nếu như bình thường thì những khán giả bình thường thì sẽ mua vé ngồi ở phía ngoài trời giống như thế kia. Đấy, chúng ta có rất nhiều khán giả ở đằng xa kia là những cái khán đài ở ngoài trời. Tuy nhiên thì ở những cái không gian VIP như thế này thì sẽ là cái nơi mà để người ta có thể vừa ăn uống, tụ tập và trao đổi về công việc, về kinh doanh, và sau đấy thì thưởng thức cái chặng đua F1 giống như là một cái thú chơi, giống như là một cái để enjoy cái cuộc sống, để tận hưởng cái cuộc sống như vậy thôi. Đây, chúng ta sẽ lại tiếp tục đi một vòng nữa. Đây có một nhà báo, chắc là nhà báo của Riva. Ok. Đây, các bạn có thể thấy là xung quanh đây là một quốc đảo. Đấy. Và có rất nhiều du thuyền ở đây. Đấy, gần như giới nhà giàu, giới tài phiệt ở phương Tây thì bắt buộc là phải như thế. Đây, ở đây chúng ta có một anh DJ chơi nhạc. Hello. Good. Good music. Chúng ta có đầu bếp riêng, đầu bếp phục vụ riêng. Bây giờ thì 2:30 chiều rồi nên là cái không khí nó không còn quá là tấp nập như lúc buổi trưa nay nữa. Ok, và chúng ta cũng có thể có ở phía bên này. Các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái tầng thứ hai cao hơn một tí nữa để dành cho những người mà muốn bước lên cái phía không gian cao hơn. Đây. Đấy. Từ phía trên này. Đây. Đây là một trong những cái không gian mà dành riêng cho các khách hàng, các VIP của Riva, của thương hiệu Riva và của tập đoàn Ferretti Group. Và nếu mà các bạn muốn enjoy, muốn tham gia vào một cái không gian như thế này thì chắc chắn là các bạn hãy nên gặp Hoàng Đức, chắc chắn là hãy nên gặp tôi sẽ dẫn các bạn đi vòng quanh thế giới. Rất là thích thú đúng không ạ? Ở trong những không gian như thế này thì thật sự là chúng ta sẽ mở mang được rất là nhiều thứ. Chúng ta sẽ thấy được là thế giới họ đang chơi như thế nào, họ thích như thế nào. Đấy, rất nhiều những người phụ nữ đẹp ở đây. Vâng, thực sự rất là thích thú. Và cái cảm giác mà chúng ta có được ở đây thì có thể gọi là không phải là có tiền là mua được. Vâng, những cảm xúc này rất là khó để chúng ta tiếp cận. Ngay lúc này đây thì chặng đua Formula One tại đường đua Monaco đã chuẩn bị bắt đầu. Nhưng mà thời tiết ngay lúc này thì trời đang đổ những cơn mưa rất là lớn, và có vẻ như đây sẽ là một trong những cái trở ngại lớn đối với cái chặng đua lần này. Các bạn có thể nhìn thấy ở trong cái màn hình lớn ở phía sau lưng tôi. Đấy, rất nhiều mưa vào thời điểm hiện tại. Bây giờ đã ngớt hơn một chút so với cách đây khoảng tầm 5 phút rồi. Và đúng ra thì chặng đua sẽ bắt đầu từ lúc 3:09, nhưng mà đã được hoãn lại một chút đến tận bây giờ là 3:15 chiều. Có vẻ như là cũng đã sắp sửa bắt đầu rồi. Và xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng khám phá những cái trải nghiệm tiếp theo. Vâng, tôi cũng đang rất là nóng lòng được chờ đợi cái giây phút chính thức của chặng đua Monaco bắt đầu. Đây, một chiếc Mercedes đang dẫn đoàn rồi. Bắt đầu rồi các bạn ơi. Bắt đầu rồi. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem bao giờ thì những cái chiếc xe công thức 1 này sẽ đến đây nào. Wow.
chiếc xe của đội McLaren vừa chạy qua. Đấy, tầm view này ở bên quá phê, quá đã, quá đã. Chiếc Ferrari đang gần như là vượt lên đến cả quá cả những cái chiếc xe chạy cuối cùng rồi, có nghĩa là hơn hẳn một vòng rồi. Ngay sau là chiếc Red Bull, chiếc Red Bull đã vượt qua một chiếc Ferrari và đứng ở vị trí thứ hai rồi. Mick Schumacher. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Kinh khủng. Bung cả cái phần sau luôn. Như vậy là đội Haas là cũng đã ao hết cả hai tay đua rồi. Đội Haas ao hết cả hai tay đua rồi. Dẫn đầu bây giờ đang là đội Red Bull. Tiếp theo sau là Ferrari. Vâng, hai đội này đang chia nhau 4 vị trí đầu bảng. Tiếp theo là đội Mercedes và sau đấy là đến đội McLaren. Đấy, như vậy là cuối cùng thì chặng đua Grand Prix Monaco cũng đã kết thúc và đội giành chiến thắng là đội Red Bull chứ không phải là đội Ferrari. Mặc dù là tôi ủng hộ cho đội đua Ferrari. Không sao cả, nhưng mà cái trải nghiệm ngày hôm nay quả thực là rất thú vị đúng không ạ? Và hy vọng là quý vị khán giả của nhà to cũng sẽ yêu thích những cái trải nghiệm như thế này. Và các bạn cũng nhớ đừng quên like, subscribe cho kênh YouTube cũng như là fanpage và kênh TikTok của nhà to để Hoàng Đức sẽ cố gắng ngày càng đưa thêm nhiều những cái trải nghiệm thú vị khác tới cho quý vị và các bạn giống như là trải nghiệm lần này các bạn nhé. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái trải nghiệm tiếp theo ở châu Âu. Vâng, sau cái chuyến đi này thì tôi sẽ đi sang Venice để công tác trong một vài ngày và sau đấy thì có thể là sẽ sang cả nước Đức xinh đẹp nữa. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào. Water Transport. Taxi ở đây là toàn quyền. Các bạn đã được nhìn thấy một cái mẫu thuyền rất là lạ đúng không ạ? Đây là một cái chiếc thử nghiệm đầu tiên ở trên thế giới. Và mẫu thuyền rất là thú vị đúng không ạ? Và chỉ có một chỗ ngồi nhìn giống như là cái tên lửa.